Đối tượng bị triệu tập vì dàn dựng trộm cây cảnh, quay video rồi tung lên mạng để câu view. Chuyên mục nóng trên mặt báo với góc nhìn, cách chức hiệu trưởng gây thương tích cho học sinh là xác đáng. Bức tranh một đồng thổi sáo khổng lồ trên đồng lúa ở Ninh Bình. Khi shipper cưỡi ngựa đi giao hàng. Quý vị đang theo dõi 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Chúng tôi là Hoàng Trí, Thu Hà. Rất vui được đồng hành cùng với quý vị trong 30 phút của chương trình. Thưa quý vị, một hiệu trưởng tại Thành phố Hồ Chí Minh bị cách chức vì đã có hành vi gây thương tích cho học sinh, vi phạm nghiêm trọng tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử của nhà giáo và vi phạm về nghĩa vụ của viên chức. Câu chuyện này sẽ được chúng tôi đề cập bình luận trong chương trình hôm nay. Bên cạnh đó là những câu chuyện đáng quan tâm khác đã được chúng tôi cập nhật chọn lọc để chuyển đến cho quý vị. Và như thường lệ, mở đầu chương trình, mời quý vị cùng đến với những thông tin về tình hình an ninh trật tự xảy ra trong 24 giờ qua trong phần tin nóng. Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý Ngô Văn B, 24 tuổi, quê tại tỉnh Quảng Ngãi về hành vi dàn dựng, đăng tải clip có nội dung phản cảm nhằm mục đích câu lượt xem. Trước đó, ngày 1 tháng 6, công an tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về việc trên mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip có nội dung một nam thanh niên trộm cây cảnh trên tuyến đường Bạch Đằng, quận Hải Châu. Số cây cảnh này dùng để phục vụ cho việc trang trí tuyến phố đi bộ sắp tới được thành phố Đà Nẵng khai trương. Sau khi đoạn video clip được đăng tải, rất nhiều người dân bức xúc phẫn nộ trước thái độ cười cợt và hành vi thiếu văn hóa của nam thanh niên trong clip. Đội cảnh sát hình sự công an quận Hải Châu nhanh chóng vào cuộc xác minh và xác định Ngô Văn B là thanh niên trong đoạn video clip và đã nhờ bạn quay clip đăng tải lên mạng xã hội nhằm mục đích thu hút lượt xem. Công an thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An vừa phá thành công đường dây vận chuyển ma túy liên tỉnh, thu 6 bánh heroin cùng 6.000 viên ma túy tổng hợp. Đối tượng bị bắt là Đương Đức Nguyên, 52 tuổi, trú tại tỉnh Thái Nguyên. Đối tượng này mua ma túy tổng hợp từ tỉnh Nghệ An để đưa ra các tỉnh, thành phố phía Bắc tiêu thụ. Sau quá trình theo dõi, sáng ngày 1 tháng 6, Đương Đức Nguyên bị công an thị xã Thái Hòa khống chế bắt giữ. Nguyên là đối tượng nghiện ma túy nặng, đã có 2 tiền án với các tội danh liên quan đến ma túy. Trong quá trình vận chuyển ma túy, đối tượng tìm thuê khách sạn hoặc nhà nghỉ để làm nơi trú ẩn. Trong người luôn mang theo hung khí nhằm đối phó với lực lượng công an. Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa giải cứu thành công một người đàn ông bị mắc kẹt giữa khe tường hai ngôi nhà do tự chui xuống để lấy điện thoại bị rơi. Trước đó, khoảng 20 giờ 50 phút ngày 1 tháng 6, ông Hoàng Phúc Sen, 53 tuổi, trú phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh làm rơi điện thoại xuống khe hở sâu 2m, rộng 30cm giữa bức tường nhà ông với nhà bên cạnh. Ông Sen tháo khung cửa sổ, chui xuống khe để nhặt điện thoại và bị mắc kẹt giữa hai móng bê tông của hai ngôi nhà. Ông Sen khó thở kêu cứu, được người thân cố gắng kéo lên, song không thành công. Nhận tin báo, hàng chục cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Hà Tĩnh đã đến hiện trường, dùng quạt điện chỉa về vị trí nạn nhân đang mắc kẹt để lấy gió và không khí, trấn an ông Sen. Cảnh sát sau đó cầm tay phải và quần áo của ông Sen hợp sức kéo lên. Sau khoảng 30 phút đã giải cứu thành công, nạn nhân bị trầy xước phần mềm, có biểu hiện xuống sức và thiếu oxy. Sau khi được sơ cứu, nạn nhân đã tỉnh táo. Ngày 3 tháng 6, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Phước Long cho biết, công an thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp công an phường làm việc với người đàn ông quốc tịch Nga chặn nhiều xe ô tô đập phá trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Phước Long. Theo đó, chiều ngày 2 tháng 6, người đàn ông mặc quần đùi, cởi trần, đội mũ bảo hiểm, dừng xe máy trên đường Nguyễn Tất Thành, rồi chạy ra giữa đường chặn đầu ô tô, nhảy lên capo và nóc nhiều xe đập phá, thể hiện thái độ khiêu khích. Một số tài xế hoảng sợ mở cửa xe chạy ra ngoài thì bị gã đuổi theo. Sự việc diễn ra trong khoảng 30 phút khiến giao thông tuyến đường bị ách tắc. Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Phước Long, thời điểm xảy ra vụ việc, ngành chức năng chưa xác định được người đàn ông có sử dụng chất kích thích hay không. Hiện cơ quan chức năng đã đưa người này đến bệnh viện chuyên khoa tâm thần Khánh Hòa kiểm tra, xác định rõ nguyên nhân. Về thiệt hại, hành vi của người đàn ông này khiến hai xe ô tô bị mớp nhẹ, nhưng các chủ xe không yêu cầu bồi thường. Hiện phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Khánh Hòa đang phối hợp với sở ngoại vụ kiểm tra thủ tục liên quan đến quản lý người nước ngoài trên địa bàn. Tiếp nối chương trình xin được chia sẻ góc nhìn đáng suy ngẫm của tác giả Hoàng Văn Minh về tình trạng bạo lực học đường qua vụ việc vừa xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh khi một hiệu trưởng gây thương tích cho học sinh. Mời quý vị cùng theo dõi trong chuyên mục nóng trên mặt báo ngày sau này.
Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định kỷ luật cách chức đối với ông Nguyễn Hữu Phúc, hiệu trưởng trường tiểu học Tân Phú Trung. Trước đó, ngày 19 tháng 3, khi ông Phúc thực hiện tiết dạy theo nghĩa vụ môn toán ở lớp 2/8, đã có hành vi gây thương tích cho học sinh tên MB ở vùng đầu gây chảy máu. Hành vi gây thương tích cho học sinh như của ông Nguyễn Hữu Phúc thêm lần nữa là ví dụ sinh động cho tình trạng bạo lực học đường có yếu tố giáo viên vốn khá phổ biến trong các trường học trên cả nước thời gian qua. Tuy nhiên, việc ông Nguyễn Hữu Phúc với cương vị vừa là giáo viên vừa là hiệu trưởng phải nhận án kỷ luật với hình thức cách chức có thể nói là rất nghiêm khắc. Sự nghiêm khắc không chỉ thể hiện ở mức kỷ luật mà còn ở câu chữ của lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi khi nhận định về hành vi của ông hiệu trưởng thầy giáo. Theo Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi, ông Nguyễn Hữu Phúc đã có hành vi gây thương tích cho học sinh, vi phạm nghiêm trọng tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử của nhà giáo và vi phạm về nghĩa vụ của viên chức. Hành vi của ông Nguyễn Hữu Phúc đã tạo nên dư luận xấu về hình ảnh của người thầy, dư luận về môi trường giáo dục không an toàn, làm giảm sút niềm tin của phụ huynh và học sinh đối với cán bộ quản lý, giáo viên của trường tiểu học Tân Phú Trung và làm giảm sút uy tín của ngành giáo dục huyện. Trong bối cảnh ngành giáo dục cả nước đã đang đối diện với rất nhiều vấn đề và điều tiến, trong đó có nạn bạo lực học đường, có sự góp mặt của các thầy cô giáo như lâu nay, thì án cách chức là xác đáng, cần thiết nhằm góp phần lấy lại niềm tin uy tín cho ngành. Tuy vậy, vẫn có cảm giác ngậm đắng nuốt cay thế nào đó với án kỷ luật này, đặc biệt là với đoạn luận tội của Ủy ban Nhân dân huyện Củ Chi với hành vi của ông hiệu trưởng. Đó là một án kỷ luật chẳng đặng đừng, có thể mang lại chút hả hê cho đương sự, nhưng là một tin không hề vui đối với dư luận, phụ huynh và học sinh nói chung. Để không có dư luận xấu về hình ảnh của người thầy, dư luận về môi trường giáo dục không an toàn, làm giảm sút niềm tin của phụ huynh và học sinh, thì lý tưởng nhất vẫn là không nên có những án kỷ luật về kỷ luật cách chức như thế này đối với giáo viên và cán bộ quản lý với bất kỳ lý do gì. Muốn vậy thì những người có trách nhiệm mà trước hết chính là ngành giáo dục phải có quyết tâm, giải pháp để sớm trả lại cho giáo dục một môi trường mà ở đó thầy cô ra thầy cô, trò ra trò, phụ huynh ra phụ huynh. Chứ để nhập nhằng, lẫn lộn vai trò như bây giờ thì kỷ luật nữa hay kỷ luật mãi vẫn chỉ là một vòng xoáy không lối thoát. Thưa quý vị, từ năm 2021 đến nay, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình có gần 5.000 hộ hiến hơn 40 hectare đất ở và đất nông nghiệp với giá trị hơn 500 tỷ đồng để làm đường. Bằng cách làm sáng tạo, hợp lòng dân, trong 4 năm gần đây, hàng ngàn hộ dân ở địa bàn này đã hưởng ứng nhiệt tình phong trào hiến đất làm đường thông qua việc tự nguyện góp quyền sử dụng đất không đòi lại, ghi nhận tại Thái Bình. Cú huyết thúc đẩy phong trào phát triển trở thành một cuộc cách mạng trong xây dựng nông thôn mới ở Quỳnh Phụ, khởi đầu từ thông báo số 220 ban hành vào tháng 7 năm 2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc vận động nhân dân tự nguyện thỏa thuận góp quyền sử dụng đất cho nhà nước không đòi lại để cải tạo nâng cấp mở rộng đường huyện, đường liên xã do huyện làm chủ đầu tư. Trước kia cái tuyến đường rất là xấu, mà nó ngoằn ngoèo lắm, bắt đầu là nó nhỏ cho nên người đi lại là nó gồ ghề, chung là ổ gà nhiều. Thế sau khi con đường nó hoàn thành ấy, thì chúng tôi thấy này, thứ nhất là nhân dân đi lại rất phấn khởi, đường xá rất là đẹp, đường thông hè thoáng, coi như là hai làn đường rõ ràng, đi lại rất là thoải mái. Nhà tôi thì hiến trong thổ cư là 38 m², thế vào ngoài này là 75 m², tức là vị trí khoảng 101 gì đó. Ban đầu việc hiến đất làm đường xuất phát từ các xã An Thái, Quỳnh Ngọc, Quỳnh Hoàng, Quỳnh Lâm. Cho đến nay, người dân của gần 30 xã trên địa bàn huyện đã hồ hởi góp quyền sử dụng đất không đòi lại để huyện triển khai mở rộng đường giao thông, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, nâng cao và kiểu mẫu. Tôi đang thi công cái công trình nông thôn đổi mới. Là nếu như bà con mà bên chính quyền mà địa phương cũng như hoàn toàn nhất trí ở xã với lại ở trên cấp trên mà đồng ý làm cho bà con đường nông thôn đổi mới đẹp mà hiến đất thì tôi hoàn toàn nhất trí hiến thêm cho khoảng 2 m để cho nó đẹp đẽ cho bà con đi, cho nó đỡ ách tắc giao thông. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quỳnh Phụ Nguyễn Văn Nhiễm cho biết giờ đây việc hiến đất làm đường đã trở thành việc làm mặc định. Chính quyền địa phương không phải vận động tuyên truyền, nếu làm đường chỉ cần thông báo cho các hộ dân để ký kết thu hồi và bàn giao mặt bằng. Chưa dừng lại tại đây,
Thường trực Huyện ủy Quỳnh Phụ đang tiếp tục thực hiện chủ trương vận động nhân dân không chỉ hiến đất mà hiến cả tài sản trên đất cho nhà nước, xây dựng các tuyến đường giao thông, trục thôn, đường trục chính nội đồng trên địa bàn. Những cơ chế chính sách mang hơi thở cuộc sống, đồng thuận với suy nghĩ và mong mỏi của nhân dân được tổ chức thực hiện bài bản, công khai, minh bạch. Qua đó giúp cho Quỳnh Phụ trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh Thái Bình. Tiếp theo, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với Ninh Bình để chiêm ngưỡng bức tranh một đồng thổi sáo khổng lồ trên cánh đồng lúa đẹp nhất Việt Nam. Tại bến thuyền Tam Cốc, xu theo dòng sông Ngô Đồng qua hang cả có cánh đồng lúa Tam Cốc, một trong năm cánh đồng lúa đẹp nhất Việt Nam do chuyên trang du lịch Business Insider bình chọn. Dọc theo hai bên bờ sông, trải dài vừa đến tận chân núi Đá Vôi, một bầu lúa đang độ chín rộ chuyển sang gã vàng rực rỡ. Những năm trước, để phục vụ tuần du lịch Ninh Bình, cánh đồng lúa được tạo hình thành bức tranh lá cơ hội và lý ngư vọng nguyệt. Du khách đến chiêm ngắm rất đông, tạo sự khác biệt không nơi nào có được. Năm nay, cánh đồng được tạo hình thành bức tranh một đồng thổi sáo, hình ảnh cậu bé chăn trâu thổi sáo lấy cảm hứng từ bức tranh dân gian. Thời điểm này, bức tranh khổng lồ đã hiện rõ rất đẹp, thu hút đông đảo du khách đến chiêm ngắm. Cũng theo ban quản lý khu du lịch Tam Cốc, bức tranh một đồng thổi sáo có ý nghĩa tôn vinh những giá trị văn hóa tín ngưỡng độc đáo của vùng đất cố đô địa linh nhân kiệt. Hình ảnh con trâu được xem là đầu cơ nghiệp bởi đây là tư liệu sản xuất gắn bó với việc đồng áng của nhà nông. Ngoài ra, con trâu cũng được xem là báu vật của nhà nông, là linh vật hiền lành, chăm chỉ, cần cù, đức tính quý, truyền thống của đền văn minh lúa nước từ xa xưa. Theo ông Nguyễn Cao Tấn, Phó Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình, với những tài liệu vật chất lấy lên từ đồng đất mẹ cho thấy, Tam Cốc là một trong những cái đôi khởi thủy của nền nông nghiệp sơ khai. Từ những tài liệu khảo sát dân tộc học cho thấy, nơi đây còn bảo tồn tín ngưỡng thờ thần núi, thần rừng, thần nông từ ngàn xưa của người Việt. Nhiều du khách đến đây tham quan đều phải bất ngờ với cánh đồng lúa hiếm có khó tìm này. Quả thật ở Việt Nam, hiếm có cánh đồng lúa nào đẹp như ở Tam Cốc. Cánh đồng lúa nơi đây còn hoang sơ, xa xa là những dãy núi tạo nên màu xanh ngút ngàn. Nó gợi nhớ bao ký ức đẹp về làng quê Việt Nam yên bình. Dạ vâng ạ. Và tại Quảng Nam, những ngày qua, đoạn đường ven biển thuộc thôn Hòa Thượng, Hòa Hạ, xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ trở nên rực rỡ, nhộn nhịp. Nhiều vật dụng tưởng chừng như đã bỏ đi thì trở nên sống động, bắt mắt hơn, gắn với thông điệp bảo vệ môi trường, giữ gìn không gian làng biển. Làng Bích Họa Tam Thanh những ngày này trở nên rực rỡ, sống động trong màu áo mới bởi các tác phẩm, tranh tường, nghệ thuật sắp đặt. Đây là hoạt động nằm trong chương trình bồi đắp sản phẩm nghệ thuật tại Làng Nghệ thuật Cộng đồng Tam Thanh năm 2024, có phần làm phong phú thêm sản phẩm nghệ thuật phục vụ phát triển du lịch tại đây. Có khoảng 120 người cùng tham gia, gồm có các họa sĩ tình nguyện từ Hà Nội và các tỉnh thành trong cả nước, các họa sĩ của thành phố Tam Kỳ, câu lạc bộ mỹ thuật, ngành giáo dục thành phố và thành đoàn Tam Kỳ. Các họa sĩ vẽ tranh bích họa với 20 tác phẩm trên tường nhà người dân, 33 tác phẩm trên thuyền thúng, 50 mái chèo, nhiều tác phẩm điêu khắc sắp đặt trưng bày. Các nghệ sĩ còn sáng tác các tác phẩm trên vật dụng sản xuất địa phương được người dân tặng như chum, mái chèo. Ông Võ Quang Hân, Phó Chủ tịch xã Tam Thanh cho hay, chương trình bồi đắp sản phẩm nghệ thuật tại Làng Nghệ thuật Cộng đồng Tam Thanh năm nay được địa phương tập trung vào các sản phẩm điêu khắc sắp đặt là chính. Đây là hai sản phẩm được du khách và người dân đánh giá rất cao. Chủ đề năm nay phản ánh đời sống của người dân vùng biển Tam Thanh một cách chân thực nhất với những sản phẩm độc đáo gần gũi phục vụ du khách tham quan. Hè này về với Tam Thanh, không chỉ có biển xanh cát trắng hay làng nghề nước mắm truyền thống, du khách còn được thưởng thức chụp ảnh cùng với những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc ấn tượng được thực hiện tại đây. Tiếp theo mời quý vị cùng đến Lâm Đồng để khám phá làng Ca Long Ca Lanh, điểm săn mây ngắm hoa anh đào được nhiều người tìm đến. Làng thuộc xã Đạ Chai, huyện Lạc Dương, cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 50 km về hướng Nha Trang, theo đèo Khánh Lê. Những ngày này thì làng Ca Long Ca Lanh hiện lên mờ ảo trong màn sương, tạo nên một bức tranh thiên nhiên nên thơ giữa cao nguyên Đại Ngàn. Làng Ca Long Ca Lanh nằm trên quốc lộ 27C, cung đường này được mệnh danh là cung đường hoa và biển bởi đó kết nối giữa thành phố Càng Hoa, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng và thành phố biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Đây cũng là điểm săn mây được nhiều người tìm đến. Đặt chân đến Ca Long Ca Lanh, du khách sẽ ngỡ ngàng bởi khung cảnh huyền ảo lãng mạn của một màn sương dày đặc. Cảnh vật tại đây thực sự hoang vu, yên bình và đẹp đến đau lòng. Đến đây, du khách sẽ được hòa bình cùng màn sương, hòa bình với thiên nhiên, đất trời Ca Long Ca Lanh và cảm giác này sẽ khiến du khách nhớ mãi không quên.
Đến với Ca Long Ca Lanh, du khách không chỉ được thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên đẹp tuyệt trần mà du khách còn có những giây phút tham quan, tìm hiểu văn hóa của đồng bào Cơ Ho đang sinh sống tại đây. Tham quan những bản làng của người Cơ Ho tại Ca Long Ca Lanh, du khách sẽ được tìm hiểu những nét đẹp độc đáo về văn hóa sinh hoạt, lễ hội cũng như lao động của người dân bản địa. Phần tin thế giới gây chú ý, thưa quý vị, hình ảnh các shipper, những người đi giao hàng đã quá quen thuộc với nhiều người. Nhưng thay vì chạy trên những chiếc xe mô tô, chàng shipper sau đây lại cưỡi trên một phương tiện đặc biệt để giao hàng, gây chú ý và thu hút nhiều người theo dõi. Stanley Chen, 23 tuổi, người Úc gốc Hoa, là nhân viên của một nền tảng giao đồ ăn. Anh sử dụng phương tiện đặc biệt để đi làm là chú ngựa. Nam thanh niên mặc đồng phục của công ty, mang ba lô giao hàng, cưỡi chú ngựa màu đen di chuyển qua các con phố tại Sydney. Cưỡi ngựa đi giao đồ ăn, Chen nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dân trên đường phố. Nhiều người đã ghi lại hình ảnh này và đăng tải trên mạng xã hội. Hiện những đoạn clip Chen cưỡi ngựa đi giao hàng đã đạt hơn 3 triệu lượt xem. Khi giao hàng thành công, Chen được người sử dụng dịch vụ đánh giá tốt. Tuy nhiên, tài khoản trên ứng dụng của anh đã bị công ty chặn với lý do sử dụng động vật làm phương tiện giao thông. Sau đó, Chen đã liên hệ với công ty để được mở tài khoản hoạt động trở lại. Lần này, anh đổi phương tiện giao hàng thành một chiếc xe đạp có hình dáng kỳ quái. Hai chiếc bánh xe không đều nhau cũng tiếp tục gây chú ý trên đường phố. Trước đó tại Ấn Độ, một nam thanh niên làm nghề giao hàng khi đứng chờ đổ xăng quá lâu cũng đã chạy về nhà lấy ngựa ra cưỡi để hoàn thành công việc. Sáng kiến của anh nhận nhiều lời động viên, khen ngợi cộng đồng mạng và khách hàng vì đã nhanh trí giải quyết trong tình huống cấp bách. Người đàn ông rất vui khi các video được chia sẻ lên mạng xã hội. Ở nhiều nơi tại Ấn Độ, người dân vẫn sử dụng ngựa làm phương tiện di chuyển hàng ngày thay cho xe máy và ô tô. Trong phần tiếp theo của 24 giờ chuyển động, bắt đối tượng dùng roi điện chích cướp tài sản chủ quán nhậu. Chuyên mục chuyện kỳ mới, thú vị trải nghiệm bắt ếch đồng ở miền Tây. Chuyên mục cà phê không đường tiếp tục chương trình với một vấn đề đáng quan tâm về lao động việc làm. Thưa quý vị, trong bối cảnh thị trường lao động có nhiều khó khăn, tìm việc với lao động trẻ đã khó, với lao động lớn tuổi càng chật vật hơn. Tuy nhiên thì vẫn có nhiều cơ hội việc làm mới nếu như nhóm lao động lớn tuổi chủ động nâng cao tay nghề, cập nhật những kiến thức, những kỹ năng mới để thích ứng với xu thế của thị trường lao động. Câu chuyện được phản ánh trong phóng sự sau đây, mời quý vị cùng theo dõi. Từng có chục năm làm nhân viên kinh doanh, nhưng khi kinh tế khó khăn, anh Trần Văn Đại rơi vào cảnh thất nghiệp ở tuổi gần 40. Dù đã tham gia nhiều ngày hội tuyển dụng, nhưng anh Đại vẫn chưa trúng tuyển nơi nào. Xin việc cũng khá là khó khăn. Về thu nhập thì như hiện tại bây giờ nó cũng rất là bấp bênh. Thất nghiệp trong độ tuổi từ 35 tới 40 tuổi, rất nhiều người lao động đang lâm vào cảnh tuổi hưu chưa đến, tuổi về đã hết, nghỉ việc tại doanh nghiệp giày da ở Đồng Nai. Ra Bắc, chị Thúy đã gửi đơn xin việc nhiều doanh nghiệp nhưng đều bị từ chối vì lý do đã lớn tuổi. Năm nay mình 39 tuổi mà ra đây lúc suy nghĩ chuyển đổi công việc, mình cũng đã thử xin vào một số công ty gần đây nhưng mà họ cũng đòi hỏi về tuổi tác, sẽ gắn bó với công ty được ngắn cho nên họ cũng ngại, họ không nhận. Tại khóa đào tạo nghề lái xe ô tô dành cho các lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp này, phần đông đều là lao động lớn tuổi tham gia học với mong muốn có thể tìm kiếm chuyển đổi việc làm phù hợp với mức thu nhập tốt hơn. Thì trước đây mình làm công ty xây dựng, đợt này thì mình chuyển đổi sang công việc lái xe, rồi mình đi xin rồi nhưng mà người ta không nhận vì người ta cần những người trẻ hơn. Chúng là cái tầm tuổi như chúng tôi này thì cũng lớn tuổi, xin việc cũng là hơi khó, cho nên là mình cũng muốn học thêm một cái nghề để mình sau này thì nó sẽ giúp cho cuộc sống, hoặc là mình chuyển đổi thì mình cũng có thêm một cái nghề mới. Theo Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, mặc dù hiện nay nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp vẫn rất lớn, song với phân khúc trung niên từ 35 tuổi trở ra, quá trình tìm kiếm việc làm thường bị thu hẹp, trong khi việc tổ chức học nghề cho nhóm đối tượng này gặp khó khăn do lao động ít mặn mà, đăng ký rải rác. Theo như trung tâm chúng tôi thống kê con số hàng năm ấy, thì những cái người lao động mà bị thất nghiệp mà chiếm độ tuổi từ 35 trở lên thì là chiếm cái tỷ lệ lớn nhất
là những người lao động chính nên họ không có nhu cầu học nghề mà tâm lý họ là muốn có việc làm ngay. Có rất nhiều người chúng tôi đã tư vấn về cái việc học nghề này, họ đã đăng ký học nghề, tuy nhiên khi mà đã ban hành quyết định học nghề cho họ thì họ cũng không quay lại nhận quyết định học nghề. Gần đây thì cái biến động về cái nhu cầu sử dụng lao động cũng như là cái công việc của người lao động thì nó có sự thay đổi rất là nhanh. Vì vậy để mà có thể giải quyết được những cái ngành nghề đào tạo mà phù hợp cho đối tượng lớn tuổi, tôi cho rằng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần phải xây dựng các cái chương trình đào tạo ngắn hạn mà có thể đáp ứng được và phù hợp với cái đối tượng đó. Dù có cạnh tranh về năng suất sản xuất, nhưng lao động lớn tuổi có thể tham gia tạo ra các giá trị sản phẩm trong các ngành nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch. Do đó, nhà nước cần đẩy mạnh các chính sách đào tạo lại để tránh lãng phí về mặt nguồn lực. Liên tục chương trình là phần tin nóng. Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Sáng ngày 2 tháng 6, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại kho hàng chứa đồ gia dụng bằng nhựa hơn 400m2 trên đường Võ Nguyên Giáp, xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, gây thiệt hại lớn về tài sản. Vụ việc xảy ra vào khoảng 6 giờ 30 phút, ngọn lửa bất ngờ bùng phát và nhanh chóng lan rộng. Do kho chứa đồ nhựa vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát nhanh, có chiều tiếng nổ lớn. Đến khoảng 8 giờ, đám cháy đã được kiểm soát. Mặc dù không có thiệt hại về người, nhưng vụ hỏa hoạn đã làm hư hại nhiều hàng hóa và khiến một phần trần tường của kho hàng đổ sập. Khoảng 21 giờ 30 phút tối ngày 2 tháng 6, một vụ cháy đã xảy ra tại căn hộ tầng 8 tòa nhà CT1 chung cư C14 Bắc Hà, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Theo đó, khi mọi người đang lưu thông trên đường Tố Hữu hướng từ Hà Đông đi Thanh Xuân, ngang qua chung cư C14 Bắc Hà thì phát hiện khói đen bốc ra từ ban công căn hộ chung cư. Sau đó, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có mặt ở hiện trường, thực hiện các biện pháp chuyên môn chống cháy lan. Sau khoảng 15 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Thông tin ban đầu vụ cháy không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra tại thành phố Tân Nguyên, tỉnh Bình Dương khiến hai thanh niên thương vong. Vụ tai nạn xảy ra khoảng 17 giờ chiều ngày 2 tháng 6 trên đường DT747B, đoạn qua khu phố Khánh Long, phường Tân Phước Khánh, thành phố Tân Nguyên. Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, hai thanh niên điều khiển xe máy biển số tỉnh An Giang lưu thông trên đường DT747B hướng từ cầu Khánh Vân về miếu Ông Cù. Khi đến đoạn giao nhau với đường Võ Thị Sáu thì tông vào đuôi xe ô tô đang đứng chờ đèn tín hiệu giao thông. Cú tông nặng khiến một thanh niên tử vong mắc kẹt ngay đuôi xe ô tô. Năm thanh niên còn lại bị văng nhiều mét về phía trước, bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng thành phố Tân Uyên đã có mặt phong tỏa hiện trường. Danh tính nạn nhân tử vong được xác định tên VL, sinh năm 2001, quê An Giang. Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ vụ tai nạn. Ngày 2 tháng 6, thông tin từ Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Lê Thiện Phúc, 37 tuổi, trú tại thành phố Buôn Ma Thuột để điều tra về hành vi cướp tài sản. Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 29 tháng 5, Phúc mang theo một roi điện rồi điều khiển xe máy đi đến đường tỉnh Lộ 8 gần khu công nghiệp Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột. Khi Phúc đến trước quán nhậu nằm ven tỉnh Lộ 8, phường Tân Lợi thì trời mưa nên ghé vào quán để trú. Tại đây, Phúc thấy trong quán chỉ có một mình bà TH, 59 tuổi, chủ quán, đang dọn dẹp ở khu vực bếp. Trên cổ có đeo một sợi dây chuyền vàng nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Sau đó, Phúc lấy roi điện áp sát, chích điện vào bà H, khiến nạn nhân té xuống đất. Khi cướp được dây chuyền vàng, Phúc nhanh chóng lấy xe máy tẩu thoát. Đến chiều ngày 31 tháng 5, Phúc bị đội cảnh sát hình sự công an thành phố Buôn Ma Thuột bắt giữ. Khám xét trên người Phúc, công an thu giữ một roi điện, một súng bắn điện, một bình xịt hơi cay và 4,5 triệu đồng. Phúc khai, 4,5 triệu đồng trên là tiền đã bán sợi dây chuyền vàng cướp được của bà H. Ngày 2 tháng 6, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hai đối tượng nam giang cảnh mua xăng rồi giật sợi dây chuyền trên cổ một người phụ nữ bán quán nước ven đường trên địa bàn xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Đoạn clip cho thấy hai đối tượng nam tiếp cận quán nước, bên trong có một người phụ nữ đang giữ hai em bé, trên cổ có đeo sợi dây chuyền vàng. Một đối tượng vào mua 50.000 xăng, kẻ còn lại đứng ngoài cảnh giới. Sau khi mua xăng đổ vào xe, đối tượng quay vào liên tục hỏi chuyện để người phụ nữ mất tập trung, sau đó ra ngoài. Đối tượng thứ hai bước vào lợi dụng sơ hở của người phụ nữ khi đang bồng em bé trên tay, liền giật sợi dây chuyền bỏ chạy ra xe của đồng bọn tẩu thoát. Bị cướp giật, chủ quán nước đuổi theo nhưng hai tên cướp đã nhanh chóng tẩu thoát.
Ngày 2 tháng 6, Công an quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khen thưởng hai đơn vị thuộc Công an quận Gò Vấp và ba công dân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm bắt giữ kẻ cướp giật tài sản. Theo cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 3 tháng 5, chị T, 21 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, đang đứng đợi bạn ở hẻm 155 đường Lê Đức Thọ, phường 16 và có sử dụng điện thoại thì bị đối tượng Vũ Đức Trí, 32 tuổi, ngụ quận Gò Vấp áp sát giật điện thoại rồi tẩu thoát. Ngay khi tiếp nhận tin báo, Ban Chỉ huy quận Gò Vấp đã chỉ đạo Công an phường 16 đội cảnh sát hình sự tập trung truy xét. Công an đã khoanh vùng và xác định Trí là người gây án. Đến 20 giờ 15 phút cùng ngày, đội cảnh sát hình sự đã bắt giữ được Trí. Thưa quý vị, những ngày qua ở các tỉnh miền Tây đã xuất hiện mưa đầu mùa. Từ đó mà những khúc nhạc đồng quê của các loài ếch, nhái lại vang lên rộn ràng khắp cánh đồng. Đây chính là thời điểm thích hợp để người dân đi bắt ếch đồng. Những con ếch to tròn, béo mập giúp cho người dân nông thôn cải thiện được bữa ăn hoặc là bán kiếm tiền chuẩn bị cho mùa vụ mới. Mùa bắt ếch đồng cũng là mùa thương nhớ trong ký ức của người dân miền Tây. Tiếng ếch kêu râm ran cả khoảng trời đêm yên tĩnh sẽ mãi là những âm thanh thân thiết và trong trẻo, khơi gợi những cảm xúc nhớ thương dâng trào của những người xa xứ. Chạng vạng tối khi tiết trời mát lạnh do cơn mưa như trút nước buổi chiều làm cho cánh đồng ở xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau vang lên tiếng kêu của ếch. Nhiều người tranh thủ đội đèn lên đầu và bắt đầu hành trình ra đồng trắng đêm để bắt ếch. Tiếng ếch kêu được người dân thu lại từ các ruộng có ếch và dùng loa để phát lại tiếng kêu, dẫn dụ ếch ra ngoài đồng để bắt. Theo một số người bắt ếch lâu năm ở Cà Mau cho biết, sau khi lắp đặt loa khoảng 1 giờ là có ếch nhảy ra đồng, lại gần chỗ loa, lúc đó tha hồ mà bắt. Mùa hạn, ếch trốn trong hang, trong bờ. Đến khi mùa mưa xuống thì ếch ra khỏi hang để uống nước. Khi ra khỏi hang, ếch sẽ nghe tiếng kêu phát ra từ loa mà tìm đến. Chỉ còn như vậy, người bắt ếch sẽ soi đèn và nhìn thấy mắt ếch để tìm đến bắt. Hơn chục năm gắn bó với nghề bắt ếch đêm, ông Nguyễn Hải Phong biết rành đặc tính của loài ếch. Những đêm mưa rả rích, nước trên đồng nhiều, ếch sẽ ra bắt cặp, lúc đó ếch sẽ chạng hơn bình thường. Khi đèn pin chiếu vào mắt ếch, sẽ thấy mắt ếch sáng lên màu trắng. Nói chung ra ếch đầu mùa mà nếu mưa cái mưa lớn có nước á, thí dụ trùng trũng á, thì mình cũng có máy mình thúc nó đó, cái nó ra thì mình qua đèn mình thấy mắt nó mình bắt vậy thôi. Thì mà nếu gọi là mình biết mắt nó hơi màu xanh, cái nhà màu xanh mình gạt đèn nó là nó hợp liền. Và con ếch còn ngồi mà nếu mà gạt đèn nó không hợp ra là ăn cóc. Hoặc là những cái con nhện, con này, con kia. Mỗi đêm người bắt ếch sẽ bắt được từ 2 đến 4 ký ếch. Mỗi ký ếch đồng sẽ được bán với giá khoảng 100.000 đồng cho thương lái hoặc những người dân ở địa phương. Mùa soi ếch đêm không chỉ là mùa kiếm thêm thu nhập những lúc nông nhàn mà còn là mùa vui, mùa của kỷ niệm gắn bó với tuổi thơ của những hoài niệm của người dân miền sông nước. Trời mưa thì con hay đi ra mấy cánh đồng nè, con đi bắt ếch rồi đó. Thì con bắt về con kiếm tiền, con trang trải học tập. Bắt ếch thường nhiều là ở ngoài đồng với mấy chỗ hơi ẩm ướt. Nó trú ở dưới mấy cái tảng đất nhỏ bự bự đó chú. Rồi đi thường thường là phải gọi kiếm dữ lắm, chứ đi khơi khơi là không có. Con bắt thì đừng vừa để nhà ăn chứ không có bán. Thường, bắt, thường là con bắt được ít ếch nhưng mà nhiều bột tọt. Ếch khi được bắt về sẽ được làm sạch, ướp gia vị, chiên giòn hoặc là làm món ếch kho củ hành. Bóng ếch thường được chế biến đơn giản nhưng thịt ếch sẽ rất dai và thơm. Ai từng ăn một lần sẽ nhớ mãi không quên. Nhất là những ai từng có tuổi thơ gắn liền với đồng ruộng, với những ngày mưa, tuổi thơ nghèo khó. Mùa soi ếch đêm không chỉ là mùa kiếm thêm thu nhập những lúc nông nhàn mà còn là mùa vui, mùa của kỷ niệm gắn bó tuổi thơ với đồng ruộng, với những ngày mưa và cả những món ăn chế biến từ ếch đồng đậm đà hương vị làng quê.
Dù chưa đi đâu về đâu thì những cái kỷ niệm, hình ảnh mang đậm ký ức tuổi thơ này vẫn sẽ còn mãi trong trái tim của những người con xa xứ. Và thưa quý vị, câu chuyện ý nghĩa này cũng đã khép lại thời lượng của chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay. Một lần nữa thì Thu Hà và Hoàng Trí xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 6 giờ, 18 giờ và 22 giờ 30 phút mỗi ngày. Đồng thời quý vị cũng có thể xem lại chương trình 24 giờ chuyển động trên kênh YouTube Truyền hình Tây Ninh. Còn bây giờ, Hoàng Trí và Thu Hà xin kính chào và hẹn gặp lại.